Hôm nay mình làm clip và đi bắt dế toắt các bạn ơi. Bây giờ mình đang ở dưới một cánh đồng rất là mát các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm kiếm xem là những con dế toắt nó ban ngày nó ở đâu nhiều các bạn. Mình sẽ bắt lấy. Đây là những cái gốc ngô người ta chặt xuống này. Mình thử tìm kiếm mấy cái gốc ngô mà người ta chặt xuống này, xem là tìm thấy được không các bạn. Có các bạn ơi, mình vừa thấy một con này. Đây con này to rồi. Mấy con này ban ngày nó hay trú vào mấy con ngộn để chạy các bạn. Con này to chưa? Thôi con này to quá. Còn đây mình phải bắt nhanh mới được, không nó chạy rất là nhanh luôn. Đâu mất rồi các bạn. Ô con này chạy mất rồi. Ê, mình thấy rồi. Ê. Được các bạn ơi. Đấy con này to chưa? Con này to chà má luôn. Mình bỏ vào cái túi của mình. Đây, các bạn thấy chưa? Số này có nhiều quá. À, lúc cần chạy số nào. Số nào. Nhiều quá các bạn ơi. Mình vừa thấy một con vào đây. Để mình xem nó đâu. Đây đây đây, thấy rồi. Đấy. Con dế chót này. Đây, to chưa? Mình sẽ bỏ. Được tầm hai mấy con này các bạn. Con này rất to. Thank you.
Chỗ này tầm 3-40 con đấy mọi người. Vì được ít quá chắc mình đem về nuôi. Bây giờ chắc là mình xin phép kết thúc video tại đây. Mọi người xem video nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhá. Bây giờ mình xin chào tạm biệt mọi người.